Hello quý vị và các bạn thân mến, chào mừng các bạn trở lại kênh của Tony. Bây giờ là sáng thứ bảy ngày 23 tháng 10 năm 2021. Chúc tất cả quý vị và các bạn một ngày thứ bảy, một cái cuối tuần an lành, mạnh khỏe và hạnh phúc nha. Trở lại các phần tin tức buổi sáng Mỹ ngày hôm nay, Tony xin phép được chia sẻ cũng như là cập nhật với các bạn những cái thông tin nóng nhất, mới nhất về tình hình của nước Mỹ, về cuộc sống của người dân Mỹ và những cái sự kiện gây cấn, nóng bỏng, hấp dẫn nó đang xảy ra dưới cái chính quyền của chú Bảy, bao gồm 3 nội dung sau đây. Nội dung thứ nhất, đã có kết quả bờ cờ bãi nhiệm thống đốc tiểu bang California. Kết quả như thế nào? Sau bao nhiêu ngày tháng mà hàng triệu người đang mong đợi? Rồi nội dung thứ hai, chính thức giám đốc truyền thông của tòa bạch ốc đã thừa nhận, xác nhận chú Bảy nói láo với dân Mỹ. Nội dung thứ ba, chú Bảy lại một lần nữa có những cái hành động lạ làm cho trái cộng đồng mạng. Đó là những vấn đề mình sẽ chia sẻ sau đây, mời các bạn theo dõi. Cũng như thường lệ, nếu các bạn thấy thông tin nó hay, nó hữu ích, please bấm nút chia sẻ để mọi người xung quanh chúng ta cùng nhau cập nhật và để lại một cái like, viết và chữ bình luận để ủng hộ tinh thần cho Tony và channel. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Sau đây mời các bạn nghe nhé. Bây giờ mình sẽ đi vào cái nội dung thứ nhất, nó liên quan tới ông thống đốc tiểu bang California. Thì các bạn biết vào tháng trước có một cái cuộc bầu cử bãi nhiệm bất thường xảy ra tại tiểu bang. Cả một cái tập đoàn của đảng DC từ Washington, chú Bảy, chủ tịch Bảy Lớp Xe, các lãnh đạo cấp cao ở trong quốc hội bay qua bên Cali để mong giữ lại cái ghế cho ông thống đốc. Và cả luôn ông thống đốc cũng đã bán một cái căn nhà gần 6 triệu đô la để dùng tiền để mà mong giữ lại cái ghế của mình. Thì cuối cùng họ đã đạt được cái kết quả rồi các bạn. Thì vào ngày hôm qua tại Sacramento, các giới chức của tiểu bang đã công bố cái kết quả và cho thấy là thống đốc đã thắng với tỷ lệ là 60-40, tức là 60% phiếu bỏ cho ông ta là giữ cái ghế, 40% phiếu là bỏ cho là bãi nhiệm đó. Theo như Bộ trưởng Hành chánh Shirley Weber công bố vào ngày hôm qua như thế này, cái kết quả này nó y hệt như năm 2018 khi mà ông thống đốc này ra tranh cử cho cái chức vụ thống đốc tiểu bang á, thì ông thống đốc Newsom này cũng đã đánh bại cái đảng viên của đảng Cộng hòa tên là John Cott cũng với cái tỷ lệ y hệt như vậy, tức là 60-40. Rồi theo như thông tin người ta cho biết là có khoảng 12.892.578 cử tri đi bỏ phiếu và trong đó 7.944.092 phiếu ủng hộ ông thống đốc giữ ghế, 4.894.473 phiếu đòi bãi nhiệm. Cho nên kết quả thì ông thống đốc đã giữ lại được cái ghế. Rồi bây giờ mình sẽ đi vào cái nội dung thứ hai, nó liên quan tới chú Bảy và đặc biệt một cái nội dung là tòa bạch ốc đã thừa nhận chú Bảy nói láo với người dân Mỹ vào ngày hôm qua. Một nội dung là hình ảnh của chú Bảy kỳ quặc kỳ lạ trước ống kính đã làm cho hàng triệu người dân Mỹ người ta đang bàn tán xôn xao. Sau đây mời các bạn nghe chi tiết nhé. Thì vào ngày hôm qua, trong một cái chương trình phỏng vấn với đài CNN News, thì người dẫn chương trình có đặt một cái câu hỏi để hỏi chú Bảy như thế này, là về cái tỷ lệ lạm phát ở Mỹ hiện tại bây giờ. Thì đùng một cái ông chú Bảy này làm như thế này nè, các bạn nhìn kỹ nha, bỏ hai tay lại nắm chặt như thế này và nhìn lên khoảng 20 second nha, 20 second tức là khoảng 20 giây á, nhìn thẳng lên nhà mắt cháu cháu nè ha, không trả lời trả dối mà cũng không biết là xung quanh mình đang có ai và xung quanh mình đang xảy ra chuyện gì. Thì cái hình ảnh này đã bị các phóng viên người ta chụp lại và người ta bỏ trên cộng đồng mạng và đã làm cho trái cộng đồng mạng và trái Twitter từ hôm qua cho đến hôm nay. Những người dùng Twitter người ta đang sôi nổi bàn tán về cái hành vi, cái hành động kỳ lạ của tổng thống nước Mỹ này. Người ta nói là ủa cái chuyện gì vậy trời, đang ngồi phỏng vấn, phóng viên người dẫn chương trình người ta đang đặt câu hỏi không trả lời mà tự nhiên cái lại ngơ người, tức là đơ người ra, đúng rồi. Thì một số người người ta nêu lên những cái giả thuyết như thế này, có lẽ chú Bảy bị mất trí nhớ, những cái cơ bắp ở trong cái não của chú Bảy á, cái lúc đó đó không có hoạt động, tức là nó đơ ra cho nên làm cho chú Bảy bị đơ. Và cũng như là có nhiều người thì nói chắc là chú Bảy bị coi như là ngủ quên trong đầu óc của các bạn, nói tóm lại là như vậy. Cho nên hiện tại bây giờ cái hành động kỳ quặc này của chú Bảy đang làm dấy lên những cái câu hỏi mà người ta chưa có cái câu trả lời. Rồi bây giờ mình sẽ đi vào cái nội dung
Kế tiếp đó là cuối cùng thì tòa đốc cũng đã xác nhận, thừa nhận chú Bảy nói dối với người dân Mỹ. Và không hiểu mục đích chú Bảy nói dối để làm gì, nhưng mà theo những người cư dân mạng thì người ta nói là chú Bảy nói dối để lấy danh tiếng. Không biết có thật sự như vậy hay là không. Sau đây mời các bạn nghe chú Bảy đã nói dối chuyện gì nhé. Cũng vào tối hôm qua, trong một cái cuộc phỏng vấn với đài Fox News, chú Bảy nói như thế này: à, tôi đã đến biên giới phía nam của nước Mỹ. Tôi đến nơi đó nhưng tôi không có đi xuống đi bộ tham quan. À, tại vì sao? Tôi không có thời gian. Tôi chỉ đến nơi và đi xuống và nhìn cái rồi đứng dậy đi lên. Thì sau khi chú Bảy tuyên bố như vậy thì rầm rộ đài CNN News, Fox News, ABC News, người ta lùng sục cái bằng chứng. Người ta lùng sục lại có là những cái hình ảnh chú Bảy xuống cái nơi biên giới phía nam đó có hay là không. Cuối cùng thì họ lùng sục hoài, họ không thấy là hình ảnh nào chú Bảy đã đến biên giới phía nam, đúng không? Cho nên người ta mới bắt đầu hạch hỏi bà giám đốc truyền thông Jen Psaki của tòa bà đốc. Thì bà ta nói như thế này: thư ký báo chí tòa bà đốc Jen Psaki hôm thứ sáu là ngày hôm qua thừa nhận, xác nhận là chú Bảy đã nói dối trong cái cuộc phỏng vấn này. Khi mà ông ta tuyên bố là ông ta đã đến thăm biên giới phía nam, ông ta hoàn toàn không có một cái chứng cứ, một cái giấy tờ, một cái xác nhận nào mà ông ta đã đến biên giới phía nam. Và bà ta nói là không hiểu tại vì sao chú Bảy lại nói như vậy, phán ra như vậy, hay là nói dối với mục đích gì. Nhưng thật sự có thể chú Bảy quên. À, bà ta nói vậy tại vì các bạn biết rồi, chú Bảy thường hay quên, không nhớ chuyện gì hết. Chịch qua một phút là không nhớ một phút trước xảy ra chuyện gì. Cho nên bà ta nói là có thể chú Bảy quên. Nhưng mà bà ta không có nói thẳng thừng là chú Bảy nói dối để làm gì. Tại vì hiện tại bây giờ người ta chưa có biết mục đích chú Bảy nói dối để làm gì. Nhưng mà có thể là như thế này. Tại vì trong cái thời gian vừa qua, cái tên tuổi của chú Bảy, cái uy tín của chú Bảy nó đã hạ thấp xuống tới tột đáy các bạn. Cho nên bây giờ chú Bảy muốn làm một cái điều gì đó để mà lấy lại uy tín, cũng giống như chú Bảy mới vừa phán ra là sẽ đứng ra bảo vệ Đài Loan nếu Trung Cộng tấn công Đài Loan. Thì cái điều này cũng đã làm dấy lên những cái câu hỏi là chú Bảy đang nói chơi có tỉnh hay không, hay là đang mơ mơ màng màng, hay là nói cho suông, nói cho vui. Tại vì sao? Tất cả những gì chú Bảy nói trong thời gian vừa qua không có thực hiện, không có làm, nói nhiều hơn làm. Cho nên bây giờ không ai còn tin chú Bảy nữa. Bây giờ tới phiên một cái chuyện này là chú Bảy đã nói là tôi đã từng đến biên giới phía nam để thị sát biên giới đây này nọ. Nhưng mà thật sự thì người ta lùng sục bằng chứng, không có một cái bằng chứng nào chứng minh là chú Bảy đã đến biên giới phía nam. Và bây giờ tòa bà đốc cũng đã lên tiếng xác nhận, thừa nhận là chú Bảy nói láo người dân Mỹ rồi. Đường đường một vị đương kim tổng thống của nước Mỹ, các bạn biết rồi, uy tín tràn lan đại hải vòng quanh thế giới, cái đó là sofa. Nhưng mà dưới thời chú Bảy thì không có. Thì các bạn thấy đó, vậy mà bây giờ mở miệng đứng trước đài truyền hình mà dám nói dối với người dân Mỹ và công chúng. Rồi sau nhiều phút nhanh gọn lẹ buổi sáng ngày thứ Bảy, tôi này cập nhật cũng như là chia sẻ với các bạn những cái thông tin nóng nhất mới nhất về tình hình của nước Mỹ, về cuộc sống của người dân Mỹ và những cái sự kiện gây cấn hấp dẫn nó đang xảy ra dưới cái chính quyền của chú Bảy. Thì tôi này cảm ơn các bạn rất nhiều đã bỏ ra những giây phút quý báu để xem cái video này. Nếu các bạn thấy nó hay, nó hữu ích, nó hấp dẫn, nó gây cấn thì các bạn please bấm chia sẻ để mọi người xung quanh chúng ta cùng nhau cập nhật. Và đừng quên để lại một cái like, viết và chữ bình luận để ủng hộ tinh thần cho Tony và channel. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Và bên cạnh đó thì Tony cũng có cái channel thứ hai, nó tên là Tony Lee Houston. Nếu cô chú bác anh chị bạn bè em út nào mà chưa có vào xem và chưa có nhấn nút đăng ký thì please nhấn nút đăng ký để ủng hộ tinh thần cho Tony và channel nha. Have a good day. Bye bye.